Tina, Tina, dậy đi con. Ngủ nhiều quá. Dậy đi, về phòng ngủ đi, trời sáng rồi. Không, con muốn ngủ đây. Thôi Tina. Cho con ngủ đi anh. Dạ, vào đây với bà nè. Ủa? Như áo anh bị gì hả? À, chính gì hả anh? Em sao vậy? Anh thấy em hơi buồn á. À, không, em bình thường mà. Tại buổi sáng hơi mệt tới xíu thôi. Hay là chiều anh đi làm về, anh đưa em đi khám bác sĩ nha. Thôi không cần đâu anh, em ngồi nghỉ một xíu, em cũng hết mệt mà. Đi làm đi anh. Ừ. Hey, công nhận thằng John Mott của mình coi vậy mà nó cũng biết ý mình ghê. Đưa hũ kem sức chưa được bao lâu, da mặt thấy nó căng ra hẳn. Tiến triển tốt. Được. Con mẹ ơi, nhắn tin đi, con làm trễ rồi, nhớ mà. Trời đất ơi, kêu nói chuyện, kêu nhắn tin đi, thiệt. Ê, Dương! Lại đây, lại đây. Cục cưng, con thương cục cưng, có gì nói chuyện sao nha cục cưng. Nhỏ đây, trời đất ơi, con với cái. Ê, do mốt. Con, kem con đưa cho mẹ đánh đẹp lắm. Dạ, con hơi mệt, lát nói chuyện sao nha má tròn. Trời đất ơi, tất cả mọi người trong nhà này thoáng qua như một cơn gió. Tina, đó chỉ có Tina của nội thôi nè. Tina nè, con có thấy nội có gì lạ không? Con qua đây con hửi mặt nội có thơm không nè, nhớ lên. Nội phiền quá à, con nghe xin ngửi mà. Trời đất ơi, con nói chuyện kiểu đó là nội đánh đòn con nha. Nội không đánh con hả? À, không, nội nói thôi, nội đâu có đánh con. Không, nội làm đúng á, nội đánh con đi. Hả? Tự nhiên dạo này á, Jackie á, có hiền lành không chịu gục đánh con thấy thiếu thốn quá. Hay là nội la mắng rượt đánh con đi, cho con có cớ để con la lại rồi con cãi lại. Chán chết. Thôi, không chơi nội nữa đâu. Cuộc vui đã hết, tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời. Trời ơi, mọi người trong nhà này sao vậy ta? Được rồi, hôm nay phải làm cho thật tốt. Đây là cơ hội cuối cùng của mày rồi đó, thì Dương ơi, cố lên! Yes, yes, yes! Được lắm. Thấy hình cũng được nên tôi mới nhịn đó. Chỉ cần ảnh Facebook Photoshop quá tay, không giống người thật thì... Ờ, xin chào. Cô là Thùy Dương đúng không? À, tại hồi nãy trên đường tôi qua đây có tai nạn giao thông nên tôi... Không sao. Em mà thấy vậy em cũng dừng lại em giúp đỡ nữa. Nên làm. Con cá bự quá, sao vậy trời? Vậy là em vẫn đang kiếm một công việc ổn định cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Trước đây hả, làm nhiều nghề lắm. Như là thợ may nè, rồi bán mỹ phẩm nè. À em, em có thể nói nhanh hơn được. Được chứ. Dạ, tại do tính em dịu dàng thùy mị á, nhưng mà em sẽ cố gắng. Rồi em còn à, em
em còn livestream bán kem trộn nữa. Nhưng mà cái nghề yêu thích nhất của em á là nhà văn. Em mới viết văn đó nha. Hồi xưa hả, em viết một cái kịch bản xém xíu nữa thôi là được quay phim truyền hình rồi đó. Nhưng mà duyên chưa có tới nên bây giờ em còn tiếc nuối hoài à. À vậy hả? Ai mà có diễm phúc lắm á mới ở bên cạnh được Thùy Dương. Tại vì tôi sẽ biết chắc là người đó sẽ rất hạnh phúc và sẽ chìm đắm vào những cái điều đó. Chết rồi, tiêu rồi. Ôi, cái miệng kêu Thùy Dương ngọt quá. Chắc mình tiêu thiệt quá. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhất định sẽ phát triển thành tình yêu. Không sớm thì muộn thôi cá bự à. Thùy Dương à. Tại sao lại hành động như vậy? Em không nói là em có hẹn, mẹ sẽ không hài lòng đâu. Ai giới thiệu với anh à, đây là nghe con, là em trai của bạn thân em. Nhìn vậy chứ tội lắm, thần trí không có được minh mẫn. Nhìn mặt là biết rồi, nên nó nói vậy anh đừng tin nha. Để về đi cưng. Em nói gì vậy? Mẹ đã chấp nhận rồi, và anh cũng đã có kết quả siêu âm, là sinh đôi đó, em biết không hả? Anh có thai hả? Anh nói em đó. Nói đi cùng cái gì vậy? Đi về đi. Tụi mình đi về. Đi. Đi về. Buông ra coi. Đi về. Lâu lắm rồi tôi mới kiếm được trai ngon vậy. Buông ra. Đi về. Đủ rồi. Người ta đã không muốn đi á thì anh buông tay người ta ra. Nè, tao nói cho mày nghe, đây là vợ của tao và cô ấy đang có thai. Mày hiểu không hả? Thôi đủ rồi. Anh Huy à, em xin lỗi. Khi nào có cơ hội mình nói chuyện tiếp nha. Còn tính nói chuyện nữa hả? Đi. Đi về chuồng nói chuyện. Em không ơi, bên này đi. Xin lỗi anh. Đi về nha. Anh đừng có đi theo tôi nữa. Anh đã phá hết buổi hẹn hò của tôi rồi, anh có biết không? Anh biết rất rõ. Và anh muốn làm cái dạ đây. Tôi không thể nào nói chuyện với người không tôn trọng mình được. Anh luôn tôn trọng em mà. Đó chỉ là anh nói thôi. Hành động của anh không phải như vậy. Anh chưa bao giờ coi trọng những gì tôi làm hết. Bởi vì em làm những gì anh chưa thấy cái gì ra hồn hết. Anh nói đúng không? Đúng. Tôi là một bà cô già, nhưng mang tâm hồn của một người chưa trưởng thành. Tôi sinh ra đã thất bại rồi, nhưng tôi không từ bỏ. Tôi luôn cố gắng để tìm vị trí của mình trong lòng mọi người. Nhưng anh có biết chuyện đó khó lắm, khó lắm. Anh biết tại sao không? Tại sao? Tại tôi nói không tôi không làm. Tôi chưa tìm được vị trí của mình trên trái đất này. Đã phải lỗi của tôi, lỗi của trái đất mà. Ông trời đã đày tôi đến đây quá lâu rồi. Em nói vậy cũng nói được nữa hả? Nói đi chưa? Anh đâu hiểu tôi muốn nói gì đâu. Anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu cho tôi hết. Anh biết Phu Tani nói gì không? Nói gì? Phu Tani nói đó là đồng tiền chân thật, khi được làm ra từ chính đôi tay của mình. Hiểu không? Ê! Phu Tani là ai? Phu Tani là ai vậy em? Dương! Alo, alo. Vũ đang ở đâu? Rồi. Cường qua liền. Thằng kia thằng này là làm sao? Chị sầu nhiều em luôn á. Thằng kia là thằng trà xanh. Hẹn hò nhau dưới gốc me đèn mờ. Thằng này bồng thằng kia bồng thằng này, xoay 180 vòng. Phi, ăn trái cây đi con. Uống cam thì má dắt đó. Dạ. Sao chiều giờ con không xuống ăn cơm? Có vấn đề gì không? Sức khỏe có ổn không con? Dạ, tại con hơi mệt một tí á má. À vậy hả?
Nếu mà mệt, cố gắng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ đàng hoàng nghe không? Dạ. Ngoài cái vấn đề đó, có suy nghĩ gì nữa không? Dạ. Có gì nói má nha, đừng có giấu má nha. Chứ bình thường má thấy con á, hoạt bát, vui vẻ, năng động. Mà cả ngày thấy con im lìm, không có nói năng gì hết á. Ngay cả con Tina nó nhìn nó còn biết, còn hứng hồi chi má. Hay là má có làm gì cho con buồn không? Dạ không má. Từ lúc má qua nhà con ở, tất cả những chuyện trong nhà má quán xuyến hết. Con Tina má cũng chăm cho con nữa. Ừ. Con cảm kích má không hết, chứ làm sao buồn má được. Nếu được vậy thì má vui lắm. Thì thôi, cảm thấy người nó không khỏe, nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha con. Dạ. Má vô nha. Dạ. Quên nữa, má nói má cảm ơn con cái vụ hủ kem. Hủ kem con tặng á. Dạ. Má sức cái mặt má láng mà nó trắng tươi à. Má chịu lắm, cảm ơn con nha. Dạ. Có gì nói má nghe không? Má vô trước à. Má trộn. Cái gì con? Có chuyện con gì? Con có chuyện muốn hỏi má. Con muốn hỏi chuyện gì? Lúc mà má ở chung với ba chồn á, má làm sao biết được lòng dạ má thay đổi vậy? Cái chuyện nó qua lâu rồi con. Với lại vợ chồng sống với nhau phải biết tính chứ. Có chút xíu thay đổi mình nhìn mình biết liền à. Đàn ông khi mà họ có tình cảm mới á, họ phủi bỏ quá khứ nhanh lắm. Họ chạy theo cuộc tình, họ cho đó là chân lý của cuộc sống. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mình để ý đó thì mình biết chứ có gì đâu con. Mà sao nay hỏi má vấn đề này? Dạ, con hỏi chơi thôi, chứ không có gì đâu má. Thiệt không? Dạ. Có gì tâm sự với má nghe không? Dạ. Rồi thôi ngồi đi chơi, cho thoải mái đi, má lên phòng trước. Dạ. Giấy tờ sổ sách gì viết không hiểu mẹ gì chứ. Trời đất ơi, làm ơn coi kỹ giùm đi bà nội ơi. Trả lương hàng tháng đó. Cái gì mà như đám rừng đi nè. Mới nè. Alo. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Đem giao qua công ty Netlove đúng không anh? Dạ rồi. Em giao qua liền. Dạ. Em ơi, làm 2 ly trà dâu với lại 3 ly trà trái cây nha, đem giao qua công ty Netlove á. Ủa, em, cái cài của chị á, nó in xin chữ gì vậy? Miss. Nãy giờ chị có miss thông tin gì không? Công ty nào, tên gì? Netlove. Netlove. À, cái công ty bự chà bá ở bên kia đường đúng không? Đất ơi, nó có viết cái dòng chữ màu hường tình yêu internet phải không? Khùng không bà nội. Sao? Người ta là Netlove chứ không phải là tình yêu internet gì đâu. Ừ, thì này là nó đó, nó đó. Ừ, nói chung là cái công ty mà chồng Jackie làm á. Khùng hả má? Không khùng. Khúc này thiệt không khùng. Chồng Jackie hả? Được rồi. Một lát nữa, chính tay chị sẽ giao qua bên đó. Cái gì? Sao nhìn thái độ của chị hiện tại giống như là chị đang muốn ăn chồng trái kỳ vậy đó? Em ơi, không phải như vậy đâu. Chị đã có chồng rồi. Em nhớ má chồng tương lai của chị không? Em khùng vừa thôi. Chị sẽ giao đi mà. Chị có nóng sốt gì không vậy? Bình thường làm biếng thì bà. Kệ tao. Bây giờ mắc dịch mắc gió, ông ứng bà hành tao muốn gian nắng gian no cho nó xấu bớt ở được không? Ủa? Chị còn xấu hơn được hả? Tao không biết là tao có thể xấu hơn được hay không, nhưng mà tao giả vô bắn mặt mày là mày xấu hơn được đó. Rồi, mời chị đi. Yêu nghiệt. Đi gì có nước đâu mà đi. Mấy đứa quỷ kìa. Lâu vậy. Trời đất ơi trời, mày thấy không? Đó, trả lương 1 tháng mà làm việc 2 tháng mà. Mệt mỏi ghê. Tự người ta vô làm luôn cần thằng nào con nào chứ mệt mỏi sợ. Lâu quá à, trời ơi. Ủa, bà này bị gì trời? Trời ơi, gì trời. Không lẽ giờ về ăn giọng mấy ly nước này trời. Thiệt á, sầu nhiều luôn á. Gọi hoài gọi không được.
anh gì ơi, anh cô kêu con hả? Cái gì? Trời đất ơi, nhìn đã xinh tươi mơn mởn gì kêu cô, kêu lại. Chị kêu em hả? Ừ. Anh, cho bé hỏi này nghe nè. Từ, anh biết người này không? Tino. Tino bởi vậy không bao giờ say ghét với tôi hết trơn á. Mua hàng rồi bùm hàng tôi nè. Sầu nhiều á. Bino. Không cần biết Bino hay Bino CEO gì hết trơn á. Mà đã làm trong công ty này nè. Anh nhìn số điện thoại, anh biết không? Anh chỉ cho bé đi anh Vũ. Sao chị biết tên em? Nãy đứng nhìn nó giới thiệu đó ba, không nhớ hả? Ủa, em có giới thiệu gì hả? Có giới thiệu tao mới biết chứ sao tao biết trời. Trời tự đi. Cho chân qua. Nhìn xuống hỏi biết ai không? Dạ, Bino đồng nghiệp của em. Chị ổ cho bé. Trả lời đi, sao làm vậy? Em ngủ quên mà không ai gọi em hết trơn á. Xạo nha mày. Rồi nhỏ này nữa. Em ngủ cạnh nó mà cũng ai gọi. Mày xạo luôn nha mày. Rồi mắc cái gì mà kéo nhau ngủ quên hết cả đám vậy? Hôm qua em với nó đi bar. Mà trời sáng lẹ quá tụi em về không kịp. Bởi vậy giờ ngủ trưa cho nó nhiều. Với lại giao hàng gì mà lâu. Không hề giao hàng lâu nha. Mày nói hồi tao phan ruốc á. Tao đứng dưới tao gọi điện thoại hơi lâu thôi. Chứ tao giao hàng cực kỳ nhanh nha mày. Đúng không anh? Đánh lại nha chị. Bé xin lỗi. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Xin lỗi thái độ lời lỡ hả mày? Dạ xin lỗi. Vậy có được không? Thôi tụi em xin ăn trưa nha anh. Anh Vũ uống không? Ờ, thôi không uống thì để đó, tí tiền uống tí. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, không nhờ có anh á nha, là nguyên tuần này á là em uống nước trừ cơm, tao đã sình trương cái bụng lên như con ma vậy. Dạ, không có gì đâu cô. Cô, bé dặn anh sao? Dạ, không có gì đâu chị. Bé mặc kệ. Bé bé xíu. Đúng rồi, cà phê xíu, cà phê xíu của bé. Quán cà phê của bé á, ở đối diện công ty của anh luôn. Mốt có hội họp hẹn hò gì ai á, đi qua. Bé lo cho nha. Có nước qua, có wifi, máy lạnh, xà bông, khăn tắm sẵn sàng luôn. Rồi rồi, được rồi. Cứ thế mà triển khai nha. Có gì báo cho tôi. Anh, bé có việc bé về trước nha. Về trước, xin lỗi. Ủa Vũ. Dạ. Chân em đỡ đau chưa? Dạ, chân gì anh? Dạ, chân em cũng bớt rồi anh. Còn hơi sưng xíu thôi. À, cũng tới giờ họp rồi. Ờ, mình vào phòng họp đi. Anh có chuyện cần bàn. Cà phê của anh nè. Ngày nào mà mình nhận. Rồi, cảm ơn em. Mà chắc em không đi được đâu. Để nhiều ha. Dạ. Ghê quá.